Và chủ đề trong buổi tối ngày hôm nay là một cái chủ đề nó vô cùng tuyệt vời và rất nhiều người cần biết để chúng ta cùng nhau sống khỏe. Đó là Nam sẽ chia sẻ về cái sự thật về sữa bò và các chế phẩm từ sữa bò công nghiệp. Và các anh chị ạ, ngang hàng với dầu ăn, nhu cầu con người quá lớn, sữa trên thị trường là một trong những cái loại thực phẩm tiêu thụ rất là khủng khiếp. Vậy thì trước khi bắt đầu chương trình này thì Nam Hà muốn giao lưu với tất cả của anh chị một vài câu hỏi. Bao nhiêu trong số tất cả của anh chị ở đây tin rằng sữa là thực phẩm tốt cho sức khỏe con người? Nam xin nhắc lại, bao nhiêu trong số tất cả của anh chị ở đây tin rằng sữa bò là thực phẩm rất tốt đối với sức khỏe con người thì chúng ta cùng comment xuống bên dưới giúp tôi Nam Hà. Hoặc là bao nhiêu trong số quý anh chị ở đây đã từng tin rằng sữa bò là sản phẩm cực kỳ tốt đối với sức khỏe con người? Bao nhiêu trong số tất cả quý anh chị ở đây tin rằng mình uống sữa bò sẽ giúp mình cao lớn một cách tự nhiên? Bao nhiêu trong số tất cả quý anh chị ở đây tin rằng mình uống sữa bò sẽ giúp chúng ta bổ sung canxi và giúp xương chắc khỏe? Thì chúng ta cùng comment tôi bên dưới nhé. Và bao nhiêu trong số tất cả quý anh chị ở đây tin rằng sữa là một cái thực phẩm bổ dưỡng và giúp chúng ta thông minh hơn? Thì chúng ta cùng comment tôi bên dưới giúp tôi Nam Hà nhé. Nam thấy rất nhiều người comment tôi rồi. Cô Ngô Ngọc Cảnh Mai đã comment tôi. Đó. Chúng ta cùng comment xuống bên dưới các chị nhé. Và tất cả sẽ được giải đáp trong chương trình tối nay. Và cái chương trình tối nay Nam muốn dành tặng cho tất cả quý anh chị với tất cả tình yêu và sự tôn trọng và cái tâm nguyện giúp cho chúng ta sống khỏe mạnh thuận theo tự nhiên. Và cái sự thật này thì chúng ta nên biết, bởi vì bản thân Nam Hà cũng giống như tất cả quý anh chị trước đây đều tin rằng sữa là thực phẩm tốt, sữa là thực phẩm bổ dưỡng, uống sữa sẽ giúp mình bổ sung canxi, giúp mình cao lớn. Uống sữa sẽ giúp cho xương của mình chắc khỏe, uống sữa sẽ giúp cho đầu óc của mình thông minh hơn. Nam cũng rất là ngây thơ và đã từng tin tưởng như vậy. Nhưng khoảng 4 năm trở lại đây thì Nam không hề uống bất kỳ một hộp sữa nào. Và lát nữa thì tất cả quý anh chị sẽ biết vì sao. Đó. Và nhu cầu con người quá lớn đi, thì sữa chính là một trong những cái thực phẩm tiêu thụ ngang hàng giống như là dầu ăn. Thứ nhất là nó tiện lợi. Mình sẽ làm cái, lấy cái ống hút, bấm vào. Như thế là mình uống thôi. Uống xong thì mình cho cái hộp vào sọt ra. Rất là nhanh, gọn lẹ, không tốn nhiều thời gian. Và bây giờ chúng ta hãy nhìn đi ạ. Trong bất kỳ một cái hộ gia đình nào cũng đều có sữa. Đặc biệt là nhà có trẻ nhỏ thì đều sẽ có sữa dự trữ. Thậm chí không phải là một hộp, hai hộp, mà có nhiều người sẽ mua hàng thùng, bởi vì tin rằng sữa là thực phẩm tốt cho con của mình, cho cháu của mình. Đầu tiên á, là cái sữa bò mà vắt ra từ bầu vú con bò, không thông qua tinh chế, không thông qua chế biến, thì cái sữa đấy nó tương đối tốt, rất giàu enzyme, rất nhiều vitamin, rất nhiều chất dinh dưỡng. Bởi vì con người chúng ta mang thai 9 tháng 10 ngày và con bò cũng mang thai như thế nào ạ? Cũng 9 tháng 10 ngày các anh chị. Và trong cái sữa bò mà vắt ra từ bầu vú con bò á, nó tươi, nó mới như vậy thì nó có nhiều cái enzyme, đặc biệt là cái enzyme lactoferrin. Nó giúp cho chúng ta nâng cao hệ thống miễn dịch, giúp chúng ta trẻ đẹp, chống oxy hóa rất là mạnh.
Nhưng mà tất cả sữa trên thị trường bây giờ thì hoàn toàn không bao giờ có tươi mới, mà đều thông qua quá trình công nghiệp hóa. Sản xuất theo dây chuyền công nghiệp, hàng triệu, thậm chí là hàng tỷ lít sữa được tiêu thụ mỗi ngày trên toàn thế giới. Và thông qua quá trình mà công nghiệp hóa như vậy thì cái sữa bò mà chúng ta uống nó đã bị biến đổi, trở thành cái thực phẩm có hại. Nên á, chúng ta hãy ghi nhớ câu này: càng hiện đại thì càng đi trái với quy luật của tự nhiên. Và lát nữa chúng ta sẽ nhận ra được điều này. Thì bây giờ người ta không đi vắt sữa bò thủ công như là cái hình ảnh quảng cáo ngày xưa, là cô gái Hà Lan cầm một cái xô quàng khăn, gương mặt rất là thanh tú, và đi vắt sữa bò ở trong các nông trại nữa đâu. Mà bây giờ người ta sẽ dùng những cái máy hút sữa công nghiệp gắn vào đầu vú con bò, và khi hút kiệt cái sữa này thì cho vào một cái bể chứa, thu về và đưa về cái bể chứa. Thì cái bể chứa này là bể chứa di động. Sau đó từ cái bể chứa di động này sẽ đưa về một cái bể chứa lớn. Và trong sữa thì có khoảng 4% là chất béo. Thành ra khi mà chúng ta đi qua những cái nông trại sữa bò mà chúng ta uống những cái hộp sữa mà chưa có đồng hóa chất béo á, thì trên bề mặt nó đều nổi một cái lớp váng, đó là váng sữa bò, chính là các giọt chất béo rất là ngầy, rất là béo. Thì người ta phải đồng hóa cái chất béo, có nghĩa là nghiền nhỏ các giọt chất béo này để không xảy ra cái tình trạng đó. Nghiền nhỏ mịn, nó hòa tan vào sữa để tạo ra cái sữa nó thuần khiết, tạo ra cái sữa nó ở dạng lỏng và không hòa lẫn các giọt chất béo. Nhưng mà trong quá trình mà đồng hóa, nghiền nhỏ các giọt chất béo này thì cái chất béo ở trong sữa đã bị rỉ sét, hay còn gọi là oxy hóa. Và cái hiện tượng oxy hóa này thì chẳng khác gì là cái hiện tượng oxy hóa ở cái dầu ăn tinh luyện trong quá trình sản xuất công nghiệp mà ở chủ đề này lần trước Nam đã chia sẻ rồi. Như vậy, những cái chất béo ở trong sữa đã bị oxy hóa, hay còn gọi là reset. Mà chúng ta biết rằng khi chúng ta ăn cái thực phẩm oxy hóa thì cơ thể chúng ta cũng sẽ bị oxy hóa theo. Nhưng mà chưa dừng lại đấy. Để bảo quản được lâu hơn, để không bị phân hủy, để ngon hơn, để bảo quản được hàng năm, thì người ta sẽ trải qua cái quá trình được gọi là tiệt trùng. Cái chữ tiệt trùng á có nghĩa là tiêu diệt các virus vi trùng xâm hại. Thì là một cái từ á mà nghe rất là êm tai, nhưng mà đúng cái nghĩa của nó đó là gia nhiệt. Đó là tìm cách bảo quản cái sữa này nó không bị ôi thiêu, nó không bị phân hủy. Chúng ta hãy để ý, các cô các chị ở đây đã từng làm mẹ, và khi mà đi làm á thì thường vắt sữa và cho vào cái ly bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh, và nhắc bà là phải cho con uống hết trong ngày, con để quá ngày là nó hư, nó hỏng đi. Sữa mẹ cũng như vậy, khi mà vắt ra là phải uống ngay. Còn trong sữa thì đều có chất béo, mà cấu tạo của chất béo á thì nó không ổn định. Khi nó tiếp xúc với không khí và oxy
thì nó đều bị oxy hóa. Oxy hóa chính là quá trình thối rữa phân hủy. Thì người ta sẽ tiệt trùng sữa. Thì có 4 cách tiệt trùng như sau. Cách đầu tiên là tiệt trùng ở nhiệt độ thấp, là 62 đến 65 độ C trong vòng 30 phút. Cách tiệt trùng thứ hai là 75 độ C trong vòng 15 phút. Cách thứ ba là tiệt trùng nhiệt độ cao 72 độ C, công nghệ cao, trong vòng 15 giây trở lên. Thì cách này được sử dụng phổ biến. Còn cách cuối cùng là tiệt trùng ở nhiệt độ siêu cao từ 120 đến 130 độ C. 120 độ C thì rơi tầm khoảng 2 giây. Còn 130 độ C thì rơi khoảng 1 giây thôi các chị. Vậy thì tất cả những cái dây chuyền sản xuất công nghệ hàng tỷ lít sữa, thì đương nhiên các nhà sản xuất sẽ tìm cách là thật nhanh, thật tối ưu cái chi phí sản xuất. Thì họ sẽ áp dụng những cái cách tiệt trùng ở nhiệt độ cao trong thời gian rất ngắn. Và thông qua quá trình tiệt trùng như vậy thì sao ạ? Cái chất béo ở trong sữa nó lại càng bị oxy hóa, trở thành chất béo có hại. Thứ hai là trong sữa có nhiều enzyme, mà enzyme thì kém bền với nhiệt, chỉ tồn tại trong khoảng nhiệt độ từ 48 đến 115 độ C. Mà chúng ta thấy cái quá trình tiệt trùng sữa được sử dụng phổ biến là 72 độ C. Nếu mà công nghệ rất cao ở những cái nhà máy lớn là 120 đến 130 độ C, thì đương nhiên các enzyme đều bị mất hết. Nếu mà tiệt trùng ở nhiệt độ 120 đến 130 độ C thì các enzyme đều bốc hơi hoàn toàn và bị biến đổi. Đặc biệt là cái protein ở trong sữa đã bị biến tính. Nó giống như là chúng ta luộc cái quả trứng á, mà trong trứng thì rất nhiều protein, đặc biệt là lòng trắng trứng. Và khi mà chúng ta luộc trứng á, thì từ lòng nó sẽ đặc lại, đặc biệt là nó sẽ tách đôi giữa cái lòng trắng và lòng đỏ, nó có một cái màng. Thì đó chính là cái quá trình biến tính của protein. Thì Nam đã tóm tắt cái quá trình sản xuất sữa trên thị trường. Như vậy, cái sữa trên thị trường mà mình uống vào cơ thể á, là cái thực phẩm đã bị oxy hóa. Cái chất béo ở trong sữa đã bị reset, đã bị oxy hóa nghiêm trọng, trở thành chất béo có hại. Thì khi mà mình hấp thu thì cơ thể chúng ta cũng sẽ bị oxy hóa theo. Còn quảng cáo thì chỉ là quảng cáo thôi. Mà chúng ta biết rằng á, quảng cáo là người ta sẽ thổi phồng, người ta sẽ nói quá cái sự thật, gấp trăm gấp ngàn lần, hư cấu sự thật hoàn toàn. Cái hiện tượng mà có cái con bò hạnh phúc ấy, được tắm sông ấy, được nghe nhạc, được gặm cỏ trên các cánh đồng ấy, không có đâu con chị, hiếm lắm. Các đơn vị sản xuất sữa ở trên thị trường chỉ chiếm khoảng 3% đạt được điều đấy thôi. Còn 97% còn lại thì đều áp dụng theo quy trình này thôi. Không có cái trường hợp là con bò hạnh phúc, con bò vui vẻ, được tắm nước sạch, được nghe nhạc, được nô đùa, được vui chơi, được gặm cỏ trên những cái cánh đồng thảo nguyên, thì điều đó là hoàn toàn không có đâu. Thậm chí là nhu cầu quá lớn, nhu cầu quá lớn. Thì những cái con bò người ta sẽ nuôi công nghiệp ở trong những cái chuồng trại rất là chật chội, cái con bò lúc nào cũng bứt rứt khó chịu,
Đó. Các anh chị thấy chương trình trong buổi tối ngày hôm nay thực sự có giá trị và lợi ích cho cộng đồng. Mỗi một người hãy tặng giúp cho Nam Hà một nút chia sẻ. Chúng ta hãy bấm vào nút chia sẻ ủng hộ giúp cho Nam Hà. Bấm vào nút chia sẻ lì xì động viên tinh thần giúp cho Nam Hà để chúng ta lan tỏa cái chương trình tuyệt vời này. Và cái sự thật này thì nhiều người nên biết. Chỉ cần chúng ta thay đổi cái thực phẩm chúng ta đưa vào thôi á, sức khỏe chúng ta hoàn toàn thay đổi các anh chị. Chúng ta có thể tăng tên những người bạn thân yêu vào đây, hoặc là mời họ vào xem cùng. Đó cũng là cách để chúng ta giúp cho họ biết được cái live stream tuyệt vời. Nhiều người cứ nghĩ rằng là các thành phần ở trong sữa bò và sữa người thì nó tương đương nhau. Đúng là như thế thật. Cả hai có vẻ rất là giống nhau. Cũng có protein, cũng có chất béo, cũng có đường, có sắt, có phốt pho, kali, natri, vitamin và các enzyme. Nhưng mà xét về chất và lượng thì hoàn toàn khác nhau. Cái điều thứ nhất Nam muốn chia sẻ ở đây là các thành phần thích hợp ở trong sữa bò là để phát triển cái quá trình sinh trưởng của con bê con. Nó không đồng nghĩa là nó sẽ có ích và có lợi đối với con người chúng ta. Và theo quy luật tự nhiên, và nhớ giúp cho Nam Hà, luật tự nhiên chính là thiên luật. Chúng ta muốn khỏe mạnh, chúng ta phải nương vào luật tự nhiên, sống thuần theo tự nhiên. Thì tất cả các con non sinh ra bởi các động vật có vú thì chỉ bú sữa mẹ khi còn bé. Còn nó lớn lên rồi á là nó sẽ không bao giờ bú sữa nữa. Chúng ta có nhận ra được điều này? Tất cả các con non của các loài động vật có vú, nó chỉ bú mớm sữa mẹ khi nó còn bé thôi. Còn khi nó lớn rồi, nó sẽ không bao giờ bú sữa mẹ nữa. Chỉ có con người là đi uống sữa của các loài động vật khác đã bị oxy hóa khi đã lớn rồi. Như vậy là đi ngược với tự nhiên, đi ngược với quy luật của tự nhiên. Cái điều tiếp theo á, là sữa bây giờ được đem vào các khẩu phần ăn của học đường. Ví dụ là đưa con đi học mầm non, đúng không ạ? Thậm chí là đi học tiểu học. Thì trong tất cả các khẩu phần ăn đều có sữa bò, sữa hộp. Thậm chí bố mẹ còn dúi thêm vào ba lô 1-2 hộp sữa nữa, sợ con mình bị thiếu chất. Có không ạ? Nhưng mà đó là cái điều mà hoàn toàn sai lầm. Xét về chất và lượng thì hoàn toàn khác nhau. Cái protein có trong sữa bò chủ yếu là casein. Và cái chất casein này á, nó giống là keo dính á, nó cực kỳ khó tiêu. Cái thứ hai là cái chất lactoferrin là cái enzyme mà lúc đầu Nam chia sẻ là nó nâng cao hệ thống miễn dịch, nó chống oxy hóa rất là mạnh. Thì trong sữa mẹ chiếm khoảng 0,15%. Còn trong sữa bò chỉ chiếm khoảng 0,01%. Như vậy là cái thành phần này á thì sữa mẹ gấp tới 15 lần. Như vậy là xét về chất và lượng thì hoàn toàn khác nhau. Tiếp theo là cái enzyme lactoferrin á, cái thành phần và nồng độ khác nhau như vậy, thì như vậy là chúng ta thấy cái điều gì ạ? Là mỗi một loài
thì cái dòng sữa nó có thành phần khác nhau để phục vụ cái con non sinh trưởng của đúng cái loài đấy thôi. Và cái enzyme lactoferrin này khi mà người lớn uống á, hoặc là trẻ em lớn lên uống á, thì nó kém bền với axit ở trong dạ dày, nó dễ bị phân hủy. Bởi vì trẻ em lớn và người trưởng thành thì cái dạ dày đã hoàn thiện và tiết ra nhiều cái dịch vị axit. Còn cái dạ dày của trẻ nhỏ nó còn non, còn chưa hình thành hoàn chỉnh, thì cái axit tiết ra nó rất ít. Đó là lý do vì sao sữa bò chỉ dành cho bê con và sữa mẹ chỉ dành cho em bé, chứ không phải là người trưởng thành. Mọi người nhận ra được điều này không? Tiếp theo á, để tiêu hóa được đường lacto vào trong sữa thì cần có cái enzyme lacta. Nhưng mà trên 85% những người lớn trưởng thành á, thì không có cái enzyme lacta ở trong đường ruột để tiêu hóa đường lacto có trong sữa. Thành ra là người lớn uống sữa thì sẽ có những cái triệu chứng như sau: một là đau bụng, hai đó là khó tiêu chảy, thậm chí là buồn nôn. Tất cả những cái dấu hiệu đó đều chứng tỏ rằng đường ruột không có cái enzyme lacta để đồng hóa đường lacto có trong sữa bò. Và điều đó cũng là cái phản ứng nói rằng sữa không phải là thực phẩm phù hợp với cấu tạo của người lớn. Nhiều người tin rằng uống sữa bò sẽ giúp cho con của mình cao lớn. Thì Nam Hà sẽ trả lời cho tất cả của anh chị. Cái con bê con á, khi nó vừa mới sinh ra, nó phải nhanh biết đi. Tại sao vậy? Tại vì tảo hóa đã tạo ra, nó phải nhanh biết đi. Nếu không là con cọp nó đuổi nó ăn mất. Thành ra là cái sữa bò á, nó sẽ tập trung vào quá trình sinh trưởng cho con bê con. Còn sữa mẹ thì chỉ tập trung phát triển cái bộ não của đứa trẻ. Nên là chúng ta nghe có câu là sữa mẹ tốt nhất cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Có đúng không? Mà con người chúng ta quý nhất á, đó là bộ não, là trí tuệ. Mà cái khoảng thời gian từ 0 đến 3 tuổi á, thì bộ não của đứa trẻ đang hoàn thiện. Nên là chúng ta nhận ra được cái điều gì ạ? Những cái đứa trẻ nào sinh ra mà được bú mớm sữa mẹ và sữa mẹ dồi dào á, thì đứa trẻ đấy rất thông minh. Rất thông minh. Rất nhiều người đã sai lầm trong cái việc đó là so sánh với con người khác. Đó là tại sao mà con họ nhanh biết đi như thế mà con nhà mình thì chưa biết đi. Bởi vì con hàng xóm biết đi nhanh á, là uống sữa bò rất nhiều, uống sữa ngoài rất là nhiều. Sữa ngoài hầu như là sữa bò, kể cả là sữa ngoài, sữa đắt tiền. Nhưng mà chỉ tập trung phát triển tứ chi thôi, rất nhanh là cao lớn, nhanh biết đi, nhưng mà lại chậm biết nói. Chúng ta hãy để ý mà xem. Còn những cái đứa trẻ mà được bú sữa mẹ sao, nó có thể chậm biết đi nhưng mà nó rất là thông minh, và nó nhanh biết nói, học nói rất là nhanh. Chúng ta đang nhìn ở cái vĩ mô, chứ không phải là chúng ta nhìn những cái gia đình nhỏ.
Một đứa trẻ sơ sinh sinh ra ở Việt Nam chúng ta nó khoảng 3 kg. Thì sau một năm bú sữa mẹ nó khoảng 12 kg thôi, nó gấp khoảng 4 lần. Nhưng mà một con bê con á, khi sinh ra sau đó một năm bú sữa bò thì nó có thể cao gấp hàng chục lần. Có nghĩa là nó cao, nó to, cái trọng lượng á, ý Nam muốn nói đây là cái trọng lượng nó gấp hàng chục lần so với lúc vừa mới sinh ra. Như vậy là trong sữa bò nó chứa một cái hàm lượng hormone tăng trưởng rất là mạnh, chỉ tập trung vào sinh trưởng thôi. Nhưng mà không dừng lại đấy, nhu cầu của thị trường quá lớn đi, thì cái con bò người ta nuôi không còn tự nhiên, phi tự nhiên hoàn toàn. Và để cho cái con bò đấy nó cho ra nhiều sữa, nó cho ra nhiều sữa cả chị, thì con bò đấy phải mang thai suốt đời. Và Nam cảm thấy là con người rất là tàn nhẫn, bởi vì cái con bò sữa nó đẻ ra con bê con á, thì sau khoảng 60 ngày là người ta lại tiếp tục thụ tinh nhân tạo, để rồi con bò phải mang thai suốt đời. Và con non vừa mới sinh ra được mấy ngày á, là người ta cho đi chỗ khác. Và con bò mẹ rất là đau khổ, rất là đau khổ. Thì khi mà thụ tinh nhân tạo á, thì cái lượng hormone tăng trưởng ở trong cái sữa bò nó rất là lớn, rất là lớn. Và cho dù á mình có làm cách nào đi chăng nữa, nếu mà mình hấp thu cái thực phẩm đó thì đồng nghĩa là mình đang hấp thu một cái dư lượng hormone tăng trưởng rất là lớn trong sữa bò công nghiệp. Đó là lý do vì sao mà trẻ em á uống vào sẽ cao lớn rất là nhanh. Nhưng mà nó sẽ không tốt cho cơ thể sau này. Chúng ta thấy là cái hiện tượng vô sinh bây giờ rất là nhiều, cái hiện tượng mà phát dục sớm giới tính thứ 3 bây giờ rất là nhiều, là bởi vì cái hormone tăng trưởng ở trong người á, nó bị rối loạn. Tiếp theo là cái thức ăn của các con bò. Có nhiều cái loại thức ăn phi tự nhiên làm từ cám tổng hợp, và nó không phải là cỏ tự nhiên trộn vào cho bò ăn để lấy sữa. Và khi ăn những cái thực phẩm đó thì con bò sẽ có rất là nhiều bệnh, bởi vì nó ăn cái thực phẩm không phù hợp với cái cấu tạo cơ địa của nó. Và trong cái loại cám tăng trọng, cám kích thích cho ra nhiều sữa như vậy, thì nó có những cái thành phần là xương của các loài động vật. Thì khi mà con bò ăn như vậy á, nó sẽ sinh ra những cái căn bệnh. Và đặc biệt á, là bò người ta nuôi á, hàng vạn, hàng triệu con để lấy sữa, nuôi trong cái chuồng trại rất là chật chội. Và chắc chắn là họ phải dùng một cái dư lượng kháng sinh rất là lớn cho các con bò, bởi vì họ rất là sợ bò bị nhiễm dịch. Một con bị dịch nó sẽ lây ra nhiều con còn lại. Và ở Mỹ người ta đã tổng kết cái lượng thuốc kháng sinh á, mà đẩy vào các hệ thống trang trại á, nó chiếm 80% thị phần.
cho các trang trại chăn nuôi. Nên là chúng ta thấy này, những cái người mà làm thú y á, là cái công việc của họ rất là nhiều. Không nói đâu xa, chỉ nói ở quê thôi. Người ta nuôi bò, nuôi trâu để chăn nuôi thôi. Nhưng mà họ phải tiêm những cái kháng sinh, nào là cái bệnh đường máu, rồi là bệnh long móng lở mồm, đủ các loại bệnh. Thì người ta nuôi công nghiệp cũng như vậy. Thậm chí là con bò nuôi ở trong cái chuồng trại rất là chật chội. Nó tức giận, nó bứt rứt, nó khó chịu, nó đau khổ. Thì những cái năng lượng đấy nó đều hòa vào cái dòng sữa khi mà nó cho ra. Và ở những cái chương trình sống khỏe lần trước thì Nam đã nhấn mạnh rồi, trước khi chúng ta tiêu hóa cái thực phẩm thì chúng ta đã hấp thu cái năng lượng của thực phẩm đó trước rồi. Như vậy uống sữa bò giúp mình cao lớn, có nghĩa là mình đã hấp thu một cái dư lượng kháng sinh, dư lượng hormone tăng trưởng rất là lớn, giúp chúng ta tăng trưởng chiều cao một cách đột biến. Nhưng mà ngược lại nó lại có hại cho cơ thể chúng ta. Ngoài ra trong sữa bò còn chứa một cái dư lượng kháng sinh rất là lớn, bởi vì người ta nuôi công nghiệp. Tiếp theo á, ai trong số chúng ta ở đây tin rằng mình uống sữa bò sẽ giúp mình có xương chắc khỏe? Thì đầu tiên là cái con số thống kê. Người ta đã tổng kết, thống kê những cái quốc gia đứng đầu trên thế giới về tiêu thụ sữa, như là Thụy Điển, Đan Mạch, Phần Lan. Thì ba nước tiêu thụ sữa nhiều nhất trên thế giới thì có tỷ lệ người mắc bệnh loãng xương cao nhất trên thế giới. Tại sao vậy? Tại vì sữa là thực phẩm axit. Và chúng ta thấy rằng là sữa trên thị trường hầu như là đều có đường ngọt ấy. Mà đường là thực phẩm axit. Trong quá trình công nghiệp hóa, chế biến, thì cái sữa đã trở thành thực phẩm axit. Mà mình uống nhiều vào á, thì nó sẽ làm cho máu của mình bị chua, hay còn gọi là axit hóa. Cái protein trong sữa nó bị biến tính, giống lúc nãy Nam chia sẻ, thì nó rất là khó tiêu. Và khi mà hấp thu chuyển hóa, nó sẽ sinh ra một cái lượng axit rất là lớn, nó hòa vào trong máu. Và cơ thì chúng ta phải sử dụng những cái hệ thống để máu để trung hòa lại cái nồng độ axit này, chính là những cái ion kim loại kiềm, những cái muối kiềm có lợi trong cơ thể. Và cái ion kim loại bị rút nhiều nhất, bị rò rỉ nhiều nhất chính là canxi. Canxi thì 99% nằm trong răng và xương. Nên là chúng ta đây để ý mà xem, trẻ con bây giờ hỏng răng rất là nhiều, xương giòn dễ gãy, là bởi vì tiêu thụ rất nhiều cái thực phẩm axit độc hại, trong đó có sữa bò công nghiệp và các chế phẩm từ sữa bò công nghiệp. Người lớn tin rằng uống sữa tốt cho xương, nhưng mà uống rất nhiều sữa thì nó làm axit hóa máu và nó rò rỉ khoáng trong cơ thể, và cái khoáng nhiều nhất chính là canxi. Nó nằm ở trong răng và xương. Đó là lý do vì sao xương xốp, giòn, dễ gãy. Cảm ơn quý anh chị đã xem hết video của Nam Hà. Còn rất nhiều video giá trị tiếp theo. Quý anh chị hãy click ngay
trên màn hình ô bên trái hoặc bên phải. Để xem tiếp, Nam Hà xin chân thành cảm ơn.